Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hiệu quả mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cá giống ở Bắc Ninh. Ông Vũ Văn Quý ở xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình trồng đinh lăng cho hiệu quả kinh tế cao. Hiệu quả các mô hình hợp tác xã trồng rau củ quả sạch ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Hải Dương thực hiện các giải pháp phù hợp ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái phép. Túi ni lông hiểm họa gây ô nhiễm môi trường. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chi cục Thủy sản tỉnh Bắc Ninh đã triển khai thực hiện mô hình áp dụng công nghệ đẻ vuốt và ấp trứng bằng bình phây trong sinh sản cá chép ở cơ sở sản xuất cá giống xã Mão Điền, huyện Thuận Thành. Đến nay, sau gần một năm triển khai, cá bố mẹ đã cho sinh sản và ứng dụng thành công công nghệ mới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn giống cá cũng như năng suất, giá trị nuôi trồng thủy sản. Mô hình áp dụng công nghệ đẻ vuốt và ấp trứng bằng bình vây trong sinh sản cá chép là phương pháp mới thay thế cho phương pháp sinh sản truyền thống. Thay vì cá đẻ tự nhiên và ấp nở theo phương pháp truyền thống là phủ bèo tây trên mặt nước tạo môi trường cho cá đẻ và ấp nở cá giống, thì công nghệ đẻ vuốt và ấp trứng bằng bình vây có nhiều ưu điểm vượt trội, đó là chủ động được thời vụ, thời điểm sinh sản của cá. Do việc đẻ vuốt và ấp bằng bình vây được thực hiện theo chu trình khép kín từ khâu vuốt trứng và lấy sẹ cá đực, pha dính bằng nước dứa để chuyển trứng sang ấp bằng bình vây, giúp kiểm soát được nhiệt độ, tăng tỷ lệ thụ tinh của trứng, loại bỏ cá bị dị hình. Mỗi bình vây dung tích khoảng 200 đến 250 lít, có thể cho từ 50 đến 100 cốc cá bột, tương đương với khoảng 0,6 đến 1,2 triệu cá bột. Từ thành công của mô hình ứng dụng phương pháp đẻ vuốt và ấp trứng bằng bình vây trong sinh sản cá chép sẽ đặt ra nhiều kỳ vọng cho việc ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất và nuôi trồng thủy sản, góp phần nâng cao chất lượng con giống và giá trị canh tác mặt nước trên địa bàn tỉnh. Với nhiều lợi ích của cây đinh lăng đối với sức khỏe con người nên thị trường tiêu thụ loại cây này được mở rộng, thúc đẩy nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đưa vào thâm canh với diện tích lớn. Mô hình trồng đinh lăng kết hợp với rau màu của ông Vũ Văn Quý ở xã Yên Mạc, huyện Yên Mô là một minh chứng khẳng định hiệu quả của loại cây trồng này. Qua thăm, học tập nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh, ông Quý đã quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích đất cấy lúa của gia đình sang phát triển mô hình trồng cây đinh lăng kết hợp với các loại rau màu, bởi nhận thấy loại cây này phù hợp với điều kiện đất đai của địa phương, vốn đầu tư ban đầu không quá cao, cũng không tốn nhiều công chăm bón. Với diện tích 1 hecta, ông đã đầu tư trồng 10.000 gốc đinh lăng kết hợp với các loại rau màu như dưa chuột, dưa lê, ngô, lạc, cà ghém nhằm tận dụng diện tích, đồng thời tạo nguồn thu nhập thường xuyên trong lúc đinh lăng chưa được thu hoạch. Cái cây đinh lăng này thì ban đầu thì thực tế là mình chưa có giống thì như gia đình tôi là phải sang mãi bên Nam Định. Tức là mình phải mua giống về xong bắt đầu là mình kỹ thuật thì cắt ra từng khoảng 20 phân, cắt cành xong bắt đầu là đưa vào thuốc mình dâm chết cành. Xong bắt đầu xử lý, xong bắt đầu đưa vào bầu bô. Nói chung là làm cái cây đinh lăng và cây rau màu các loại thì thu nhập so với những cây thông thường như là lúa, ngô, khoai thì giá trị kinh tế của nó có thể mang lại là cao hơn gấp 3-4 lần. Dù mới thực hiện được hơn một năm, nhưng mô hình của ông đã có nguồn thu nhập thường xuyên, ổn định từ việc bán giống đinh lăng và thu hoạch các cây màu ngắn ngày, trở thành địa chỉ cho nhiều người dân địa phương đến tham quan, học tập. Đinh lăng chăm sóc tốt, sau khoảng 2 năm là có thể cho thu hoạch. Với sự tâm huyết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, mô hình trồng cây đinh lăng kết hợp với các loại rau màu ngắn ngày của ông Vũ Văn Quý đang là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cùng với địa phương thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt. Qua đó không ngừng nâng cao hiệu quả trên diện tích đất canh tác. Tại các địa phương trong tỉnh Hải Dương như Nam Sách, Gia Lộc và Kim Thành, khi trồng rau mùi tàu hay còn gọi là cây ngò gai, người dân phải che màng để tránh bớt ánh nắng bởi đây là loại cây chỉ ưa trồng trong bóng râm.
Thời gian qua, nhiều vùng chuyển đổi trồng vải ở các xã Thanh Sơn, Thanh Xuân, Tiền Tiến, Thanh Hải của huyện Thanh Hà, nông dân trồng mùi tàu xen canh dưới gốc cây vải. Toàn huyện Thanh Hà có khoảng 300 hecta trồng mùi tàu xen canh dưới gốc vải. Khi trồng xen canh như vậy, nông dân không phải đầu tư kinh phí chăm sóc, chỉ cần tưới nước cho cây mùi tàu, trung bình 2 tháng cho thu hoạch một lứa, năng suất mỗi sào được 5 tạ, giá bán mỗi kg lá mùi tàu từ 5.000 đến 20.000 đồng, có thời điểm lên tới 25.000 đồng. Trồng mùi tàu xen canh dưới tán lá của cây vải, mỗi năm thu hoạch được 5 lứa, nông dân thu khoảng được 50 triệu đồng một sào. Ngoài hiệu quả về kinh tế, nâng cao thu nhập, việc trồng mùi tàu dưới gốc vải còn có tác dụng giữ độ ẩm cho cây vải. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh của người tiêu dùng ngày càng tăng cao. Nắm bắt xu hướng thị trường, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã thành lập được nhiều hợp tác xã cung cấp rau củ quả sạch cho người tiêu dùng, bước đầu đem lại hiệu quả cao. Toàn huyện hiện có 5 hợp tác xã trồng rau củ quả sạch ở các xã Tống Chân, Tiên Tiến, Đình Cao, Quang Hưng và thị trấn Trần Cao. Hợp tác xã kiểu mới Phù Cừ ở xã Tiên Tiến được thành lập tháng 11 năm 2016 là hợp tác xã đầu tiên trên địa bàn huyện sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Các hợp tác xã đều thành lập mô hình nhà lưới, nhà kính sản xuất khép kín, quy trình canh tác tuân thủ nghiêm ngặt các quy định từ chọn giống, gieo trồng tới chăm sóc. Các nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và bảo quản sau thu hoạch được chú trọng. Hợp tác xã sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát ở xã Tống Chân hiện được đánh giá là hợp tác xã sản xuất thực phẩm an toàn, hoạt động hiệu quả nhất trên địa bàn huyện. Hợp tác xã được thành lập vào đầu năm 2017 với quy mô 4 hectare, trong đó sản phẩm chủ lực là cây dưa lưới, loại cây trồng có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm rất cao nếu trồng theo phương pháp truyền thống. Hợp tác xã sản xuất theo chu trình khép kín, không trồng dưới đất mà sử dụng rơm rạ đã qua xử lý, không sử dụng nước ở ao hồ nên hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Nhà lưới được khử trùng trước khi trồng, các sản phẩm sau khi thu hoạch sẽ được dán tem truy xuất nguồn gốc và được lấy mẫu kiểm tra định kỳ. Nhu cầu thực tế của thị trường cũng như của xã hội đấy là cái thực phẩm không an toàn hay còn nói là thực phẩm bẩn bây giờ nó cũng tràn lan thế, và người dân cũng như thị trường rồi nhu cầu của xã hội là người ta cũng quan tâm đến sức khỏe rồi quan tâm đến những cái thực phẩm an toàn, thì đấy là cái điểm xuất phát mà hợp tác xã chúng tôi định hướng là sẽ sản xuất và trồng những cái cây cũng như là những cái loại thực phẩm mà nó an toàn, thì như thế nó sẽ bền vững hơn trong cái hướng đi của hợp tác xã. Mô hình hợp tác xã sản xuất rau củ quả sạch là hướng đi mới và bền vững, đó cũng là mục đích hướng tới của nền nông nghiệp hàng hóa, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa an toàn với sức khỏe con người. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, thời gian qua Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nam Định đã tư vấn, hỗ trợ, đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho các doanh nghiệp là thành viên của Liên minh Hợp tác xã, góp phần quan trọng để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển bền vững. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 31 doanh nghiệp công ty là thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, với vai trò là cầu nối hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến thương mại, giao thương, hợp tác thương mại giữa các doanh nghiệp. Nhiều sản phẩm của các đơn vị thành viên Liên minh Hợp tác xã đã có mặt trên thị trường trong nước và nước ngoài. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng tiêu dùng chất lượng kiểu mới, nhân rộng mô hình doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, đảm bảo đầu vào đầu ra của các thành viên. Trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, hiện có 260 doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực như dệt may, chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, đồ gỗ. Đặc biệt, gần đây có thêm 2 doanh nghiệp lớn chuyên về may thời trang và sản xuất đồ chơi trẻ em đóng trên địa bàn xã Nhân Chính và một số doanh nghiệp nhỏ khác đi vào hoạt động đã thu hút nhiều lao động địa phương vào làm việc. Cùng với đó, Lý Nhân đã khai thác hiệu quả cụm công nghiệp Hòa Hậu với 8 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ yếu các nhóm ngành nghề như xe sợi, dệt vải, may mặc, thêu ren, vi tính, đồng thời duy trì, phát triển và nâng cao hiệu quả các làng nghề đã có thương hiệu trên địa bàn như làng nghề bánh đa nem, cá kho, đồ gỗ. Do được quan tâm đẩy mạnh phát triển nên trong quý 1 năm 2018, tổng giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của huyện Lý Nhân ước đạt 990 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch năm, tăng 8,2% so với cùng kỳ của năm trước. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tiếp nhận 10 trường hợp ở huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình nhập viện vì ngộ độc do ăn tằm và uống rượu có ngâm nhộng tằm. Các bệnh nhân đều có biểu hiện khác thường và nặng hơn so với dị ứng nhộng tằm thường gặp. Trong 10 bệnh nhân được chuyển vào khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có 9 bệnh nhân ăn con tằm đã chế biến, 1 bệnh nhân uống rượu ngâm nhộng tằm. Biểu hiện của cả 10 người là nôn nhiều, tăng trương lực cơ, co giật, tụt huyết áp, ý thức chậm. Các bác sĩ cho biết đây là biểu hiện ngộ độc nghi ngờ có sự tác động của hóa chất trong quá trình bảo quản tằm. Theo phản ánh của bệnh nhân, gia đình mua tằm tại các khu chợ trên địa bàn. Tất cả bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời nên không có trường hợp nào nguy kịch. Hiện 8 bệnh nhân đã xuất viện, 2 bệnh nhân còn lại vẫn phải theo dõi huyết áp hàng ngày. Thời gian gần đây, dư luận, xã hội và báo chí phản ánh nhiều về hoạt động cực đoan, vi phạm đạo đức của tổ chức mang tên Hội Thánh Đức Chúa Trời hay Hội Thánh Đức của Chúa Trời Mẹ. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xuất hiện một số điểm nhóm truyền đạo trái phép. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ban ngành địa phương nắm chắc diễn biến tình hình, phát hiện kịp thời các hoạt động tuyên truyền lôi kéo tụ tập của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Để ngăn chặn và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền phản bác các thông tin xuyên tạc sai sự thật, kịp thời cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận, nâng cao nhận thức của nhân dân về chính sách pháp luật tín ngưỡng tôn giáo, ngăn chặn các hành vi ứng xử không chuẩn mực trái với thuần phong mỹ tục và đi ngược với văn hóa truyền thống, triển khai các giải pháp phù hợp để ngăn chặn đẩy lùi hoạt động tiêu cực của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, không để hình thành các điểm sinh hoạt tôn giáo trái phép tập trung đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Phá bỏ bàn thờ, không thờ cúng tổ tiên, lôi kéo nhiều người vào hội bằng các hình thức vận động giống như đa cấp là những thông tin liên quan tới Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, khiến dư luận đặc biệt lo ngại trong suốt thời gian vừa qua. Trước những thông tin trên, cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên đã tích cực vào cuộc ngăn chặn hoạt động của các nhóm tín đồ này. Đây là ngôi nhà của chị Đào Thị Tuyến, sinh năm 1965, trú tại thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Chồng chị Tuyến mất cách đây ít năm do bị bệnh, tuy nhiên trong nhà không có bàn thờ, ti ảnh, bát hương theo phong tục truyền thống, chỉ vòn vẹn có bộ bàn ghế đã cũ, một chiếc bục để truyền đạo. Con trai chị là Phạm Văn Tú, sinh năm 1991, vẫn đang loay hoay dọn dẹp sách kinh thánh. Hai mẹ con chị Tuyến tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ từ năm 2015. Dù đã được cơ quan công an, địa phương tuyên truyền, vận động, nhưng hai mẹ con chị Tuyến vẫn luôn tin vào giáo lý của Hội Thánh. Trước kia, bà Vũ Thị Thanh Nhé, trú tại thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, cũng vì quá cuồng tín nên đã tham gia vào nhóm đạo Hoàng Thiên Long. Thậm chí thời gian đó, bà Nhé còn là một trong những người tích cực truyền đạo trên địa bàn huyện Kim Động. Đạo Hoàng Thiên Long thời điểm đó cũng âm ỉ cháy và tức lôi cuốn như Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ bây giờ. Với sự kiên trì vận động tuyên truyền của cơ quan chức năng, sau một thời gian, bà Nhé đã hiểu ra sự việc và từ bỏ nhóm tà đạo này. Từ ngày không tham gia, cuộc sống của gia đình bà đã ổn định hơn xưa. Tin tôi bỏ bây giờ bà phải bỏ hết, bà không được theo cái đạo nữa. Người ta đã đến vận động, người ta đã đến tuyên truyền, đến gia đình như thế. Bởi vì mình là người công dân thì phải làm cái gì tốt. Bởi vì mình là con người Việt Nam, mình theo đúng quy luật Việt Nam, pháp luật Việt Nam đã đề ra. Liên quan đến hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, ngày 7 tháng 4, Công an huyện Kim Động đã phát hiện tại gia đình anh Lê Văn Đông, sinh năm 1975, trú tại thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, hai vợ chồng Nguyễn Văn Chí, sinh năm 1992, và Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1993, trú tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, đang tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép. Công an huyện đã đình chỉ sinh hoạt của nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ và quản lý nhiều tài liệu tuyên truyền. Thời gian qua trên địa bàn huyện Kim Động thì cũng manh nha tổ chức xuất hiện, có một số đối tượng cũng đã tụ tập để có dấu hiệu là hoạt động cái Hội Thánh Đức Chúa Trời. Thì với chức năng nhiệm vụ được giao thì công an huyện cũng đã tổ chức tuyên truyền vận động, đồng thời là áp dụng các lực lượng phối hợp với cả cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành ngăn chặn, thu giữ một số những cái tài liệu có liên quan đến hoạt động của đối tượng trên địa bàn huyện. Cũng chính vì thế mà người dân, đặc biệt là học sinh sinh viên và người kinh doanh buôn bán cũng cần tỉnh táo, cảnh giác trước những cái luận điệu lý lẽ tuyên truyền của các đối tượng, vì những cái lý lẽ, những cái luận điệu tuyên truyền này là những cái luận điệu tuyên truyền phản khoa học. Nhằm ngăn chặn hoạt động truyền đạo trái phép của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Ban chấp hành đoàn tỉnh đã có công văn đề nghị các huyện đoàn, thành đoàn và đoàn trực thuộc
và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các huyện, thành phố, đặc biệt là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức và cảnh giác đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo vào các hoạt động của tổ chức tự xưng là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. 4 tháng đầu năm 2018, nhờ triển khai có hiệu quả các giải pháp kích cầu du lịch, nhất là việc tăng cường quảng bá, Ninh Bình đã thu hút 4,3 triệu lượt khách đến tham quan tại các điểm du lịch, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Điểm đáng chú ý là tổng số khách đến các cơ sở lưu trú và số ngày khách lưu trú tăng cao, đạt trên 400.000 khách một ngày, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2017. Nhờ vậy, doanh thu du lịch đạt trên 1.400 tỷ đồng, tăng 18,5%. Để phấn đấu đạt mục tiêu đón 7,2 triệu lượt du khách đến tham quan du lịch trong năm 2018, tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá. Trước mắt, tập trung chuẩn bị cho tuần du lịch sắc vàng Tam Quốc Tràng An được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 6 năm 2018 với nhiều hoạt động đa dạng, đặc sắc. Đây được coi là điểm nhấn kích cầu du lịch của tỉnh trong mùa thấp điểm. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực này, nâng cao chất lượng phục vụ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các nhà hàng, khách sạn, các khu tuyến, điểm du lịch, tạo ấn tượng tốt cho du khách khi về đến Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần làm đa dạng hóa các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian trong thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển các câu lạc bộ quan họ, thì ngành văn hóa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng đã quan tâm đến sự phát triển của các câu lạc bộ chèo. Qua đó cũng đã góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của miền quê văn hiến Bắc Ninh, Kinh Bắc. Để đẩy mạnh phát triển các câu lạc bộ chèo trong thời gian qua, ngành văn hóa huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã giúp đỡ các câu lạc bộ trên địa bàn nâng cao về kiến thức chuyên môn trong việc luyện tập và biểu diễn chèo, cung cấp địa điểm cơ sở vật chất để các câu lạc bộ có không gian để luyện tập. Ngoài những ngày lễ lớn trong năm, phòng văn hóa huyện còn tổ chức các buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ định kỳ hàng năm, để từ đó tạo điều kiện giúp đỡ thúc đẩy các câu lạc bộ chèo ngày một phát triển. Để góp phần làm đa dạng loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian thì việc đẩy mạnh phát triển các câu lạc bộ chèo là vô cùng quan trọng. Nó sẽ góp phần tạo ra những sân chơi bổ ích cho người dân, góp phần gìn giữ phát huy truyền thống lâu đời mà ông cha ta đã để lại. Ô nhiễm trắng là cụm từ mà các nhà khoa học dùng để gọi tình trạng ô nhiễm do túi ni lông gây ra đối với môi trường. Ô nhiễm trắng xảy ra khi con người lạm dụng túi ni lông, xử lý túi ni lông đã qua sử dụng không đúng cách, dẫn đến hàng loạt hệ lụy khôn lường. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Với ưu điểm bền, chắc, tiện dụng và giá thành thấp, túi ni lông được sử dụng phổ biến và hầu như có mặt ở mọi nơi. Mọi người sẽ khó hình dung cuộc sống của mình ra sao nếu thiếu túi ni lông. Đối với các bà nội trợ, từ khi túi ni lông xuất hiện thì làn mây bị cói đã dần bị thay thế. Từ con cá, lá rau cho đến nhiều vật dụng hàng ngày, tất cả đều được đựng trong túi ni lông. Tôi vẫn dùng túi ni lông để đựng đồ cho khách hàng. Biết là có tác hại vì là nó không phân hủy được, nhưng mà bây giờ cái đấy thì nó là tiện nhất rồi. Cho nên là thì tất cả người ta dùng thì mình cũng phải dùng thôi. Túi bóng là có hại, nhưng mà vì dùng cái đấy nó là một thói quen rồi. Thứ hai thì là nó tiện cho các cái người sử dụng. Túi ni lông mang lại sự tiện dụng cho người tiêu dùng, nhưng từ sự tiện dụng ấy lại dẫn đến vô số hiểm họa. Theo thống kê chưa đầy đủ, một ngày mỗi hộ gia đình Việt Nam sử dụng từ 5 đến 7 túi ni lông. Số lượng túi ni lông thải ra môi trường mỗi ngày là rất lớn, nhưng gần 1/3 số túi đó lại không được thu gom xử lý. Một túi ni lông phải mất từ 200 đến 500 năm mới phân hủy, gây ra hiện tượng ô nhiễm nặng nề. Nếu túi ni lông bị vứt xuống ao hồ, sông ngòi sẽ làm tắc nghẽn, ứ đọng nước thải và ngập úng, dẫn đến sản sinh ra nhiều vi khuẩn gây bệnh. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương, hiện có 66 làng nghề, chủ yếu là quy mô nhỏ, trình độ sản xuất thấp, công nghệ lạc hậu, hoạt động sản xuất xen trong các khu dân cư. Các làng nghề chưa được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, nên vẫn thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường, đất, nước, không khí và sức khỏe của người dân.
Mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan trong công tác bảo vệ môi trường làng nghề, tuy nhiên hoạt động quản lý vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập chưa được giải quyết. Thực tế, các làng nghề đa dạng về quy mô sản xuất, loại hình sản xuất với những đặc thù riêng nhưng vẫn chưa có quy định riêng theo đặc thù của mỗi loại hình sản xuất. Theo quy định của pháp luật, trách nhiệm quản lý môi trường tại các làng nghề thuộc về Ủy ban Nhân dân các cấp, nhưng hầu hết các văn bản mới chỉ dừng ở Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Bên cạnh đó là sự phối hợp thiếu đồng bộ, nhận thức của người dân chưa cao nên tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra nghiêm trọng tại các làng nghề. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.